Đá phong thủy NG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì trước mắt chúng ta là một cái phôi di công do một anh trai thấy cái mẫu nhẫn của bên chúng ta khá là đẹp và anh muốn mài một cái dòng đá thiên nhiên có cái màu hợp với mệnh thổ, thì chúng ta đang cho mài cái viên di con hả quý vị ha. Thì cái viên di công này xuất xứ của nó là hàng Buôn Hồ hả quý vị ha. Thì mài ra viên này nó sẽ ra cái màu cam nâu, màu cam nâu. Thì trong phong thủy màu nâu vàng cam là tượng trưng cho mệnh thổ quý vị ha. Và đây là cái quá trình mà thợ của chúng ta đang canh khối và sạc đi những cái phần bệnh hoặc là lỗi của viên đá để mài ra một cái viên đá thật là đẹp. Vâng, thì thời gian gần đây em ít xuất hiện bên xưởng là vì đang trong tình trạng tránh Covid không quý vị ha. Vì em đang trong gọi là diện cách ly quý vị ạ. Chuyến này là vậy thì muộn quý vị ha. Thời gian dịch diễn ra cũng cầu cả 2 năm hơn. Và LNG thì bây giờ mới bị nhiễm F0 quý vị ạ. Và hầu như video được thực hiện bởi năm em, một người anh em tuyệt vời của LNG và quyền em thực hiện quý vị ha. Và như quý vị thấy là cái phôi đá của chúng ta thì nó hơi xéo phần đáy, nên thành ra là cái viên này để kéo về cái hình oval đó thì nó rất là hao sát. Nhưng mà chúng ta quyết định để có một viên đá đẹp thì chúng ta cần phải bỏ đi những cái bệnh bên trong đá, quý vị thấy như thế. Nhưng mà có những cái như là bao thể nè, rạn nè và mây nè, nhiều lắm, chúng ta phải bỏ đi để mà có một cái viên đá sạch. Quý vị cũng đã thấy là cái quá trình ha quý vị ha. Đây chỉ là một cái quá trình khởi khởi đầu của để mà có một cái viên đá mài dép thôi. Cái quá trình này thì trong những cái video trước thì LNG cũng có làm nhiều rồi. Vì bên chúng ta thì đa số là hàng thô, các loại từ những cái dòng đá thô của Việt Nam đến những cái dòng đá thô của nước ngoài hả quý vị ha. Và đây là cái quá trình khô nhanh hay gì đây, thành ra là nó hơi bị giật giật đó, mong rằng là các bạn thông cảm ha. Rồi thì bắt đầu mời quý vị xem tiếp cái quá trình tiếp theo của cái viên thi công cam đào hết vậy ha, để chúng ta sẽ thấy được nó khi nó đẹp. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy. Với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, và tiếp theo thì đây là cái viên Zircon cam đào, trọng lượng của nó là 15 cm. Thì cái viên này được chị khách của chúng ta, một chị khách xinh đẹp ở Australia đã chốt cái viên này. Và qua sự thương thảo giữa LNG và chị thì LNG đưa ra ý kiến rằng là thôi thì cái viên này mình kéo về giác xoàn hình tròn nó sẽ đẹp hơn chứ ạ. Và được sự cho phép của chế xinh đẹp ở Australia thì bây giờ thợ chúng ta đang sạc đi những cái giác và đưa về dáng của một cái viên đá, đưa về dáng 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 tròn thôi vậy ha, đưa về dạng tròn giác xoàn. Và quá trình thì như quý vị thấy ha, tại vì hầu như những cái vấn đề này là rất là nhạy cảm, nên thành ra là chúng ta cần phải làm video để công khai minh bạch quý vị ạ. Vì cái viên di công này thì ở tuy rằng ở kích thước khá là to, 15 cm hình oval, nhưng mà có cái là viên đá của chúng ta nước bên trong nó rất là sáng, màu rất là đẹp.
Thành ra khi mà viên này á, theo LNG á, thì mình đưa về dáng tròn và dắt xoàn sau cánh lớn là sẽ ok quý vị ha. Thì cái đó là cái thuật ngữ mà LNG vẫn thường hay chia sẻ với Quyền em. Nói ra là Quyền em sẽ biết là mài cái viên nó như thế nào hả quý vị ha. Và rồi thì bây giờ cái viên đá chúng ta quý vị có thể thấy là đang bo về dáng tròn hả quý vị ha. Và sau đó là dán lên que. Và trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là đèn cồn hả quý vị ha. Để chúng ta hơ cái khăn cho nó chảy ra. Vì cái khăn này nó ngộ lắm. Khi mà quý vị hơ qua nóng á, thì nó sẽ dính vô cái que đồng hoặc là que thau. Rồi nó dính vô viên đá ha. Đó, khi nó khô nó sẽ cố định lại và rất là rắn chắc. Và ở cái đèn cồn này thì như quý vị cũng biết rồi, đèn cồn này thì chỉ để nướng mực thôi quý vị à, chứ nó không có ảnh hưởng gì đến nhiệt độ cho là mấy. Nên thành ra là chúng ta không có sợ bị ảnh hưởng ha. Và đây là cái công đoạn dán một cái viên đá lên que. Như quý vị thấy đây ha, thợ chúng ta đang dán viên đá lên rồi lát nữa cân chỉnh làm sao mà cho nó ngay tâm, ngay trục, ngay khối với lại cái cây que thôi vậy ha. Cái quá trình mà xuyên suốt thời gian qua gần chục năm em nó hay làm. Đó, xong cái viên silicon màu cam đào 15 ct. Bây giờ dán thêm một viên silicon nữa. Thì hôm nay là Quyền em đã mài ra cho chúng ta một cái lô spinel màu xanh hero hả vậy ha. Màu xanh hero rất là đẹp luôn. Màu xanh hero là cái màu xanh của mực hero mà ngày xưa chúng ta dùng với cái bút máy mà 3.000 đồng cây á quý vị. Đó thì em sẽ chia sẻ như thế để chúng ta dễ hình dung ra được là cái màu xanh hero nó như thế nào. Và Quyền em ngày hôm nay là mài cho chúng ta được một lô spinel xanh hero và một lô sapphire của Lục Yên Bái, rất là đẹp luôn. Có những viên nó đa màu sắc quý vị à. Có những viên đa màu sắc thì cái đó là do bên phía của Quyền em canh thôi, chứ thật ra thì chúng ta có những viên mà nó ở cái dạng sapphire hồng kìa, nhưng mà do Quyền em canh nó chỉ tới đó thôi. Và như bây giờ thì quý vị thấy là cái khâu mà dán lên que rồi lại tiếp tục sạc tiếp thôi vậy ha, qua hai công đoạn sạc rất là hao đá. Nhưng mà để có những viên đá đẹp thì cần phải có xin lỗi quý vị ha, khách đang lên, em đi tiếp khách xíu rồi em đi trao đổi tiếp à. Vâng, thì như quý vị thấy thì đây là cái công đoạn mà chúng ta dán viên đá lên que và sau đó là sạc lại hả quý vị ha, sạc lại thêm một lần nữa. Và cân trên quý vị có thể thấy là chúng ta đo ở trên thước. Và rồi đây là cái công đoạn mà chúng ta mài một viên đá hả quý vị ha. Thì cái dĩa bên trái, dĩa bên trái có một cái vành chống nước, chống băng nước, thì cái dĩa đó là dĩa mài. Còn cái dĩa bên phải không có cái bao tre xung quanh thì nó là cái dĩa đánh bóng hả quý vị ha. Và như quý vị thấy thì tốc độ mà video chúng ta đang chạy á, là một cái tốc độ nhân lên rất là cao để cho quý vị đỡ mất, cho video của chúng ta đỡ mất thời lượng đó quý vị. Thành ra là chúng ta cần những cái đoạn quay nhanh như thế. Và sau đó là cái phần mặt của viên đá đã được mài xong hết quý vị ha. Mỗi một viên đá để mà nó hoàn thành á, thì như quý vị thấy là chúng ta sẽ mài cái phần mặt trước, sau đó chúng ta sẽ mài cái phần đáy sau hả vậy ha. Hầu như là cái quá trình của viên đá nào cũng như thế. Máy mà chúng ta mài cần tay như thế này nó khác hẳn với lại những cái máy beta mài giác chuẩn. Vì hầu như là những cái máy beta mài giác chuẩn thì đại đa số, không phải là đại đa số nữa, hầu như là tất cả đều mài đáy trước và mài mặt sau. Còn ở những cái máy cần số như thế này hoặc là cần tay thì chúng ta mài mặt trước rồi mài đáy sau, tùy theo cái cách mài đá của mọi người thôi vậy ha. Và như vừa rồi thì xuyên suốt thời gian qua thì quý vị có thể thấy là những cái viên đá từ bên phía chúng ta thì
cho ra thị trường thì đều là đá rất là đẹp quý vị ha. Mỗi một lô hàng đều có là từ vài viên cho đến hơn một chục viên, đều là những viên tinh túy. Thì ở những cái video L&G cho ra những cái lô hàng thì quý vị có thể lựa chọn được cho mình những cái viên đá mà nó thực sự là đẹp nhất so với quý vị ha, thậm chí là so với L&G luôn. Thì dựa trên video thì chúng ta có thể thấy là một cái viên chi công 15 CT đã được kéo về dán tròn hả vậy ha, để mà mài dắt xoàn cho nó. Và bây giờ thợ chúng ta đang mài cái phần đáy của viên chi công 15 CT kéo về dạng tròn dắt xoàn. Thì như quý vị thấy là một chấm của thợ bên tay trái là tạo ra một cái giác, và thợ chúng ta chấm liên tục để mà cân cái giác đó cho nó cân đối với lại cái giác chuẩn nằm ở phía đầu, hoặc là nó cân xứng với lại những cái giác xung quanh hết vậy ha, và kéo ống lại. Thì như quý vị thấy một cái giác là đôi khi thợ họ dậm đi dậm lại từ 5 cho đến 7 thậm chí là cả chục lần thì mới ra được một cái giác trên cái viên đá mài giác của chúng ta. Một quá trình nó rất là công phu để mà tạo nên những cái viên đá tuyệt đẹp đấy. Viên này trong cái quá trình bây giờ chúng ta đang làm video hết vậy ha, chứ cái viên này thật sự ra là đã mài rồi, mới vừa mài xong vừa mới về tới em tí luôn, rất ư là đẹp. Thì không biết rằng là quý vị có cảm nhận như thế nào, nhưng mà theo em gì á, thì một người mà thổ, tức là những anh chị em, những quý anh chị em nào mà chúng ta bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản ấy, thì hầu như là chúng ta mệnh thổ mệnh thổ, mệnh hỏa hoặc là mệnh kim, thì chúng ta hoạt động trong cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản nó rất là hợp luôn. Thì theo L&G, mệnh kim, mệnh thổ thì chúng ta xài di công hả quý vị ha. Một cái dòng đá mà cái độ cứng của nó cũng tương đối ổn, một cái dòng đá mà nó có cái lửa rất là tuyệt vời. Và điều tuyệt vời hơn hết là nó hoàn toàn là thiên nhiên, không hề qua bất kỳ xử lý độc hại nào hả quý vị ha. Đấy, viên đá giờ mài xong cái phần đáy rồi đó. Và ngày hôm nay thì quyền em nó chỉ có thể là mài được vài viên thôi quý vị ạ. Tại vì mài những cái viên đá như thế này á, thì nói chung là nó mất rất là nhiều thời gian. Thậm chí là một ngày như những viên di công bự cỡ này thì quyền em chỉ có thể mài được vài viên trong một ngày thôi quý vị ạ. Là đã hết một ngày rồi. Đôi khi tụi em qua bên xưởng thì chờ đợi thợ nó mài á, thì rất là cực thú vị ha. Đôi khi là 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, thậm chí là 8 tiếng quý vị ạ. Thì như quý vị thấy cái quá trình vừa rồi là cái quá trình lăn cạnh quý vị ha. Lăn cái cạnh á, xung quanh của viên đá cho nó bóng. Có nhiều nơi thì thợ người ta mài người ta không lăn cái cạnh đó. Đôi khi vô tình hay cố ý, nhưng mà những cái viên đá mà không lăn những cái cạnh đó thì thua. Vâng, thì như xuyên suốt thời gian qua thì L&G cũng đã chia sẻ rất là nhiều về những cái như là phong thủy, rồi cách mài đá, rồi hướng dẫn lựa chọn đá, hướng dẫn phân biệt đá đến quý vị, cách mà chúng ta bóc tách được những cái phân biệt về chất lượng cũng như là phân biệt về đá hả quý vị ha. Bởi vì căn bản là bên chúng ta không kinh doanh đá nhân tạo, cũng không kinh doanh đá xử lý keo, nên thành ra là chúng ta sẵn sàng chia sẻ tất tần tật để quý vị có thể hiểu thêm về đá và có những cái sự lựa chọn chính xác cho bản thân mình, có những cái sự lựa chọn sáng suốt cũng như là những sự lựa chọn mà tuyệt vời để chúng ta sử dụng và sở hữu một cái viên đá hoàn toàn là thiên nhiên để vận dụng cho phong thủy xuyên suốt cái cuộc hành trình của cuộc đời của chúng ta hảo vậy ha. Rồi thì L&G cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm cũng như là đồng hành cùng L&G xuyên suốt thời gian qua, và hẹn gặp lại quý vị ở video sau với những cái viên đá di công của chúng ta nè.
kèm với những cái viên đá sphenel nè, và kèm với những cái viên đá sapphire hả quý vị ha. Còn các anh chị nào mà chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta muốn sở hữu, muốn lựa chọn và muốn xem trực tiếp thì chúng ta hãy đến với L&G. Trụ sở của chúng ta hoạt động tại tầng 5, khu vực Tân Bình, Bầu Cát hả quý vị ha. 88/31 Phan Xào Nam, phường 11, quận Tân Bình, gần ngã tư Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu. Rất là dễ để quý vị có thể tìm kiếm đến L&G ha. Và L&G chúng ta thì hoạt động tại nhà, kinh doanh tại nhà. Quý vị có thể tìm kiếm L&G trên bất kỳ cái lĩnh vực nào. Ví dụ như quý vị có thể vào Google gõ L&G là nó sẽ ra được cái cơ sở cũng như là cái địa chỉ của shop mình. Vậy thì L&G xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Đừng có quên, quý vị lưu ý rằng là chúng ta đừng quên là khi mà đến L&G là chúng ta luôn có quà tặng quý vị ạ. Rồi một lần nữa em xin chào quý vị ạ.